Rồi, em Minh xin kính chào quý bà con. Thì em xin gửi đến quý bà con một cái máy DC70 em cũng mới vừa về luôn. Thì chất lượng của nó là 80% nha. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý bà con xem. Rồi, ok. Thì em sẽ báo giá cho quý anh chị là chiếc này là 270 nha. Em sẽ bao bảo dưỡng kèm theo khuyến mãi đây ha. Số 06397. 6397. Máy Thái. Còn nguyên tem của nó mới lấy đời đầu luôn. Dàn chân quá đẹp. Em quay video có hơi rung tay, quý cô chú anh chị thông cảm nha. Cấp rim của em đó nha, nó lâu ngày nằm vài năm tháng thì nó sẽ bị nứt chút xíu, nhưng mà em sẽ làm lại cho quý anh chị nha. Kiểu này xong máy này, cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Thì hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy Thái xịn này, máy chạy nước ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Chào anh em nha, thì hôm nay sáng sớm em sẽ quay một số máy trong kho nha, để mà nắng quay cho đẹp.
Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.